Vâng, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Võ Lâm Truyền Kỳ 2. Vâng, trong quá trình chơi game thì là chúng ta lại phải tiếp tục kiếm vàng để cày ác hoặc là cày cấp. Đấy. Hôm nay thì Long đi kiếm vàng để mua gọi là để lên cấp cho ác thiên lâm quyền. Ác thiên lâm quyền của Long đã lên cấp 95 rồi. Đã đủ kinh nghiệm để lên đủ hồi linh phách đơn anh em ạ, đủ linh phách đơn. Đối với một ác mà tài sinh 10 cấp 94 lên tài sinh 10 cấp 95 ấy thì là chúng ta cần 29 linh phách đơn. Đấy, 29 linh phách đơn nó tương đương với mỗi một linh phách đơn thì là 10 tỷ kinh nghiệm anh em ơi. Gọi là 290 tỷ kinh nghiệm. Ủa ôi, nhiều lắm anh em ạ. Rất là nhiều. Và ác của Long gần được 300 tỷ kinh nghiệm rồi. Có nghĩa là số linh phách đơn của Long đã đủ rồi. Long chỉ cày thêm một tí thôi là đủ cả điểm lên cấp và đủ cả linh phách đơn. Và video sau thì Long sẽ đổi linh phích đơn cho anh em xem nhé. Một cái linh phích đơn chúng ta đổi thì là chúng ta mất 10 tỷ kinh nghiệm này. Đấy. Và và 100 vàng. Đấy anh em ạ. Có nghĩa là cứ gọi là 30 linh phích đơn đi. 30 linh phích đơn thì chúng ta mất 3k vàng. Đấy, vừa lên cấp lại phải mất k vàng nữa đấy. 29 linh phích đơn và 29k vàng. Gần 3k vàng các bạn. Và hôm nay phải đi tăng kiếm để tích lũy vàng. Dạo này Long tạo rất là nhiều ác tem đi tăng kiếm các bạn. Nó rơi vào khoảng gần 3-4 tem rồi. Long cố gắng tạo 5 tem. Ôi chết, hết thời gian. Tạo 5 tem anh em ạ để đi tăng kiếm. Bình quân là mỗi tem thì mỗi tem thì chúng ta kiếm khoảng 1k vàng ấy. Đấy là thấp nhất. Đấy. Đối với thấp nhất cho người không biết đi. Đây, Long vừa đi ải 1 này. Ải 1 thì Long được 113 vàng này. Đây là ải 2 các bạn ơi. Đây là ải 2 nhá. Ải 2 đấy. Thì Long sẽ mở nhá. Đấy, Long dùng chế độ kích nhanh ấy. Đấy. Đấy. Long dùng chế độ kích nhanh. Ải 1 được có 111 vàng, 12, 13 vàng thôi. Đây là ải 2. Đấy. Những đây là những đồ tăng kiếm này anh em ơi, những đồ tăng kiếm mà Long đi Long được này. Đấy, không phải hôm nay được nhưng mà hôm khác được. Đồ màu vàng bình thường nhá, đây anh em này. Nhưng mà ác của Long hôm nay không được màu vàng rồi. Ví dụ đi ở trong không được màu vàng rồi. Vì ác của Long hôm nay, ác vô môn phái này Long mới tạo. Ác cấp có 86 này các bạn ơi. À 68 này, đấy. Không mặc đồ gì nhá, ngoài cái văn sức này có đam thôi. Còn những cái kia là mua ở tiệm vũ khí, chả có hiệu lực gì đấy. Thế mà vẫn đi được tăng kiếm bình thường. Đó là nhờ có một dàn tem khỏe các bạn. Cái này mắc này anh em ơi. Để Long đây. Đấy. Ok. Long sẽ lấy cái này mở ra. Phải tìm tiết kiệm mà anh em ơi. Đây. Tiết kiệm chúng ta sẽ sẽ tìm cái lần lượt. Không có chìa khóa nào hay đâu. Ôi không có đâu anh em ơi. Đấy, đây là Ngamidan ạ. Ngamidan cùi lắm. Đây này anh em nhìn này. Đấy. Cái ác đi tăng kiếm nó chỉ cần như này thôi. Chả mặc về đồ gì này.
cái đồ sư môn mà cùi cùi mặc này, đấy, ngọc này, đấy, cái đàn này long xin này, đấy, cái đàn là xin ở sự kiện Bảo Dương Canh Tí đấy, xin anh em đầy. Ôi những đồ cùi này xin dễ lắm, cứ quen anh em xin là anh em cho ngay, bởi vì cái đàn này bán trái mua cơ, đeo cho đẹp các bạn. Rồi chúng ta sẽ đi đánh quái nhá, chúng ta sẽ đi đánh boss vậy. Đấy, chúng ta sẽ đi đánh boss các bạn ơi. Đấy, chẳng may ác vô môn phái chết thì đã có Ngami hồi sinh. Vì ác vô môn phái của chúng ta hôm nay không mặc đồ gì các bạn, không mặc đồ gì có đam nên rất là quái vào là rất là nhanh chết. Đấy các bạn phải để chú ý cẩn thận để đọc đi hồi sinh ạ. Mà nằm ở đâu khó lắm đấy, để nó rủ hết ra đây. Rồi sợ đây Ngami hồi sinh. Rồi lệ dậy đi em ơi. Chúng ta cài chế độ auto nhận hồi sinh các bạn. Đâu đâu rồi. Nhận hồi sinh đây rồi. Mai Long sẽ mua, Long sẽ đầu tư cho thêm một một cái auto kick nữa các bạn. Rồi nhặt vàng rồi, nhanh không? Nhặt vàng nhanh không? Quá nhanh đúng không? Rồi chúng ta sẽ vào. Mai Long sẽ dùng cái auto Ngami kiếm búp. Đây này các bạn này, đấy. Đấy. Auto búp Ngami kiếm này, cổ sư cái thứ này. Cái này Long dùng lâu lắm rồi. Đây các bạn nhìn, từ hồi tháng 3. Đây là tháng 6. Cái boss chiến trường này là ngày xưa là Long kích cho Long ấy là Long kích cho một người bạn thôi. Để treo chiến trường hộ. Còn bây giờ Long chỉ dùng một auto chuyên theo sau, hai là auto búp thế thôi. Chỉ có hai auto đấy thôi. Là hành tẩu giang hồ là ok. Đấy. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi đánh ải 3 nhá. Long đã mở ải 3 rồi đấy. Ải 3 thì đơn giản thôi, đúng không? Cứ như định kỳ mà làm. Đấy. Sẽ đi giết vài. Một em. Hai em. Ba em. Bốn em. Năm em. Sáu em. Bảy em. Đấy. Và phải cách xa tem ra. Đánh phải cách xa tem ra. Và đi một ác thôi. Đi hai ác là đứt luôn. Chúng ta đã nhặt được một dương rồi anh em ơi. Chúng ta đã nhặt được một dương rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ cho tem ra giữa nhé. Đấy. Cho tem ra giữa. Đấy. Cho hết ra giữa. Đứng. Đứng tập đoàn ở đây. Sau đó thì Long dùng thiên lâm trượng kéo thôi. Hôm nay Long sẽ dùng thiên lâm trượng kéo, không dùng Ngami nữa. Rồi ok. Đấy, cứ để cho tự kéo đây anh em ơi. Năm tem, Long cố gắng tạo. Ngày trước ấy Long nhiều lắm nhưng mà Long trong quá trình chơi ấy, Long bán và cho dần hết rồi. Vừa bán vừa cho. Nhưng mà dàn tem này thì không thể cho được rồi anh em ơi. Gọi là dàn tem sinh tồn trong game. Đấy anh em ạ. Dàn tem sinh tồn trong game. Bởi vì là không có dàn tem này thì Long có đầu tư đâu. Nên không bán nó không được. Bán mà này, nếu mà bán thì này phải lạp tiền thì bền lắm. Nói chung là ai chơi cũng phải lạp rồi. Tất nhiên là lạp nhiều hay lạp ít thôi. Ví dụ như Long chơi Long phải lạp. Ví dụ lạp vào auto thì phải lạp rồi. Không lạp vào auto vì ai cho auto mà xài đúng không ạ? Dù ít hay là nhiều cũng phải lạp một ít. Đấy. Nhưng mà cái số lượng của nó là không đáng kể. Mai tối nay thì Long sẽ hướng dẫn các bạn lạp auto bằng cách chuyển khoản ngân hàng luôn nhá. Bởi vì Long hết auto rồi, tiện.
Đợt trước là có bạn bảo nhờ hướng dẫn Long chuyển nhưng mà Long chưa chỉ hướng dẫn chuyển nhưng mà Long lại không làm, bởi vì là Long đang còn auto nên không vẫn còn kiểu cái tài khoản nó vẫn còn tiền ấy. Thì không thể hướng dẫn được. Vậy hướng dẫn thì ví dụ quả Long nó hết rồi thì mới hướng dẫn được. Chứ giờ hướng dẫn xong nạp tiền vào lại đống tiền trong đấy thì không hướng dẫn được. Nói chung là kiểu gì 1-2 ngày tới thì anh em có cái video hướng dẫn chuyển khoản rồi. Hướng dẫn chuyển khoản bằng điện thoại các bạn. Tao muốn bắn tiền ATM qua bằng điện thoại. Và hiện tại thì Long đang dùng tài khoản Agribank. Chuyển khoản bằng ngân hàng thì nó sẽ không mất phí. Ví dụ như là chúng ta chuyển bằng ngày xưa lạp thẻ đúng không ạ? Nó chiết khấu khoảng 40%, rất là cực anh em ơi. Cũng cùng số tiền như nhau nhưng mà nó trừ 40%. Ví dụ là 20.000 vào nó chỉ còn 16-17.000 thôi. Ở trong tài khoản thôi, trong tài khoản thẻ auto ấy. Nó tùy vào số lượng mà, tùy vào từng thẻ, mỗi loại nó chiết khấu khác nhau. Đấy. Rồi, ok các bạn đợi tí nhá. Tí nữa chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Đợi boss quái ra đã. Hôm nay thì Long sẽ lấy thêm 5 triệu đi kéo cho nó máu. Bây giờ thì Long đang mong sự kiện nó ra các bạn. Mong sự kiện nó ra để làm gì? Thứ nhất là để Long cày cái dàn tem tàng kiếm của mình. Đấy. Sự kiện này Long nhất định cày cái dàn tem tàng kiếm của mình để cho nó khỏe. Có nghĩa là chỉ cần tái sinh 5 thôi. Hoặc là đồ lấy đồ chiến cuồng thôi. Bây giờ là mua mất 600-700 vàng một cái bộ chiến cuồng cơ. Nên rất là tốn. Đợi sự kiện nó ra thì Long sẽ cày cho nó một set chiến cuồng. Thế thôi, chả cần gì nhiều. Đấy các bạn không? Thấy ác thì 5 triệu này có cần đồ gì đâu. Đấy. Chả cần đồ gì cả, thế mà đi tăng kiếm nó thoải mái luôn này. Đấy. Đấy, lại ui, một phát 3 dương. Đấy, một phát 3 dương luôn. Ngon. Năm tem bình quân là một tem thì một k năm, một ngày cố gắng đi được 5 tem, 5k vàng bán đi được 100.000, bán lẻ thôi. Sau đó nếu mà chúng ta không bán thì chúng ta sẽ lấy vàng kinh doanh một số thứ khác. Ví dụ như là chúng ta buôn bán xu vật phẩm các ạ. Đấy, xu vật phẩm này, đấy, hoặc một số thô đưa khác. Gọi là mua rẻ bán đắt. Đấy, đây là kinh nghiệm của người kinh doanh. Mua thật rẻ và bán cực là đắt à. Đấy. Ôi, một dao phát mấy dương rồi anh em ơi. Mai Long sẽ đi 2 tem tàng kiếm các bạn. Long tạo được 2 tem rồi. Cái tem dàn kem kia thì yếu lắm nhưng mà Long có cách chuyển đổi các bạn. Có nghĩa là lấy một số ác VIP ở bên này làm chủ key. Đấy. Ví dụ như là Long lấy một Thúy Yên ở bên này thôi. Lấy một ác Thúy Yên đi nhá. Kèo một dàn tem yếu bên kia, đấy thì nó lại khỏe ngay. Chứ lấy một dàn tem yếu thì đánh với dàn tem yếu thì mệt lắm. Chúng ta lấy một ác khỏe bên này. Để kéo dàn tem bên kia. Và tiếp theo để dàn tem bên này thì Long có thể là sử dụng Thiếu Lâm Quyền cầm đánh được. Hoặc là một số phái khác. Đấy. Ở trong này thì ngoài thiên của Long mạnh ra thì chả có ai em nào, nhưng mà Thiếu Lâm Quyền có thể cầm key được. Đấy, Thiếu Lâm Quyền có nghĩa là đánh quái. Nghĩa là sút đánh quái này cũng ra rất là nhiều dương. Nó chỉ hơi lâu một tí thôi.
Nhưng mà hơi lâu thì trong quá trình đợi hơi lâu thì quái nó boss nó ra là vừa đấy, gọi là hợp lý luôn. Nói chung là dàn tem kia thì Long đã có rồi, đầy đủ rồi, đầy đủ các môn phái rồi. Thúy Yên Minh Giáo Nam Minh Kiếm có đủ hết, đều ở cấp 80 mấy hết hết rồi, danh vọng sư môn đủ hết rồi. Đấy, mấy ác chính như là Minh Giáo này, Thúy Yên Vũ Tiên này, Nga Mi Kiếm này đủ danh vọng sư môn học võ công hết rồi. Nó chỉ đang ở cấp 86 thôi, 85-86 thôi. Và đợi sự kiện ra là vừa. Trong quá trình đầu tháng 7, giữa tháng 7 ấy, thì nó sẽ ra khoảng sự kiện giống như kiểu cô đe. Thì lúc đấy thì Long đã 90 rồi. Và lúc đấy thì Long thoải mái, tái sinh thoải mái rồi. Nhưng mà không cần đợi sự kiện mà Long cũng đi được rồi. Đấy. Hôm nay ngu quá, Long không đổi các bạn. Nó không trao đổi ác, ví dụ kết hợp ác với khỏe bên này với ác yếu bên kia để đi cho nó nhanh. Đấy. Bởi vì hôm nay Long mệt, Long chỉ đi một trận thôi. Mai Long bắt đầu từ mai thì Long sẽ tạo 2 tem đi. Đấy. Sau ngày kia nữa sẽ cố gắng tạo 3 tem. Dần dần thành 4-5 tem đấy. Chứ tạo một mình ngay thì một phát ngay thì nó cũng hơi cực. Tạo từ từ. Đúng là ngày trước Long rất là nhiều tem cho hết và bán hết. Lâm dọc thì Long có rồi. Lâm dọc có một em học được võ công rồi. Lâm dọc hiện tại Long có 2 em Lâm dọc có thi thủng đầy đủ hết rồi. Nhưng mà Long có cần em Lâm dọc đi đâu. Đấy, tem này các bạn nhìn xem. Tem này cũng không có Lâm dọc nhá. Tem này thì có Thúy Yên này, Vận Âm Bút này, Ngamida này. Nói chung là những cái ác này đi chỉ có đi chủ để yếu để rút kiếm thôi, cũng chả đây làm gì. Có tác dụng là đủ phái và rút kiếm chứ cũng không đánh. Đấy. Cần gì đánh đâu. Chúng ta chỉ cần một ác khỏe thôi. Thứ nhất là phải có một Ngami kiếm hồi sinh búp là được. Đấy, nhất thiết là phải có. Thứ hai là một ác khỏe đam quái diện rộng. Và thế là được, thế thôi. Ví dụ như ác Thủy Yên quay là rất là tuyệt vời. Đấy, lại một dương nữa ra. Và nó hơi lâu anh em. Chúng ta sẽ đợi ra. Tranh thủ đấy đi tìm kiếm nợ nhàn ngồi đợi. Đợi một chúng ta đợi một hai lần boss ra đi. Đấy. Đấy nó ra một lần nhá. Chúng ta đợi nên nó ra một lần nữa để cho nó nhiều đi, kéo cho dễ. Chứ kéo ngay thì số lượng quái nó cũng rất là ít. Quái nó chưa ra đợt 2. Nó ra đợt 2 nữa cho nó nhiều anh em ơi. Nếu mà chúng ta chưa muốn về ngay thì chúng ta chạy vòng vòng ở sườn bên ngoài. Đấy. Sau đó đông đông thì chúng ta sẽ kéo vào bên trong. Và một trận bình quân chúng ta còn mất khoảng 1.5 tiếng. Đây đợt 2 ra rồi đây. Đấy, đợt 2 xuất hiện một ít nữa. Đấy, chúng ta ít nhất là chúng ta phải đợi 2 đợt quái ra, hoặc là 3 đợt thì càng tốt. Nhưng mà Long rồi sốt ruột lắm. Có khi là Long cứ chạy vòng vòng là kéo luôn đợt thứ nhất là nên số lượng dương nó ít. Ít nhất thì chúng ta theo Long nghĩ phải 2 đợt cho nó nhiều như đây là 2 đợt này. Đấy, các bạn thấy số lượng quái nó khá là nhiều đúng không ạ? Đấy, còn chưa thấy nó xuất hiện một cái dương nào luôn ấy. Có phải lúc nào cũng ra dương đâu. Đấy, đợt này là chưa thấy dương nào đấy. Gọi là do chế độ hên xui anh em. Có khi là một quái ra một dương. Thế mới tài, không hiểu nào anh em ơi. Hay là Vinagame ấn định con quái này là đang cầm vàng nhỉ? Nó không phân biệt con quái nào cầm vàng nhỉ các bạn nhỉ? Nếu mà phân biệt kiểu đấy là chỉ đi kéo những con đấy thôi.
Đấy, thời gian thì còn lâu các bạn ơi, thời gian đây bây giờ là khắc thứ 56. Thường thường khắc thứ 80 cái này hết mới hết quái anh em ạ. Long chả để ý lúc nào. Nhưng mà Long đánh là Long để ý là cứ 80 là bắt đầu vãn quái rồi. Xem ai 1 được bao nhiêu, ai 1 ai 2 được bao nhiêu vàng nó cũng không để ý nhỉ. 267 à. Đấy. Ai này tổng cộng ai 1 ai 2 ai 3 chúng ta rơi vào tầm 400 vàng, trên 400 vàng thì chúng ta là được. Đấy thế thôi. Nó rơi vào tầm 400 vàng trở lên. Thấp là 400 vàng là ok. Đấy. Ai nào nhiều vàng nhất? Tất nhiên rồi, cái này thì nói thì ai cũng biết. Thứ nhất là ải thứ tư, ải 4, ải 4, ải 4 là nhiều vàng nhất. Và tiếp theo đó là ải 6. Nếu mà biết cách đi là ải 6 khá là nhiều ấy. Sau đó là ải mà sau đó là ải 7. Ải ải. Nhưng mà ải 6 thì gọi là nhiều nhưng mà phải biết cách đi. Chúng ta hên thì chúng ta gặp được nhiều dương thì tỷ lệ dương cứ nhìn đến một dương là 80 vàng. Nếu mà chúng ta đi cùng ác chung cùng nhau, nếu mà không chung nhau thì được có 10 vàng thôi. Đấy, quan trọng làm sao mà chúng ta kéo được một dàn tem đúng đến cùng một cái dương hoàng kim bảo dương ấy thì là chúng ta mới được nhiều vàng. Nếu mà không kéo được thì chúng ta chỉ được 10 vàng. Và các bạn đi đằng kiếm thì là các bạn nhớ tạo ác vô môn phái trên 7x nhé. Đấy. Thì hên xui của chúng ta nhận đồ vàng thì nó cao cao. Bởi vì là đồ vàng thường thường là 7x đến 9x à. Thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và tỷ lệ ra nhiều hơn. Và nhặt được đây. Ví dụ như ác vô môn phái của Long này. Đây là đồ vàng là 8x các bạn. 9x. Đấy. Đồ tím hay mấy x? Đồ tím à, đây không có đồ tím rồi. À đồ tím đây. 5x. 5x và 4x cũng có này các bạn ơi. Đây tàng kiếm này. Xuất chiêu và sinh lực này. Đấy. Cái này hay các bạn nhỉ. Đấy, nhìn ngon. Ở đây cho ác phụ đeo các bạn. Hình như cái ác đây của nữ giới mới đeo được cơ. Chứ nam không đeo được. Long chưa thử. Bắt đầu hơi quái à. Lầu phết anh em ạ. Nếu mà để tạo ác mà chỉ để vượt qua ải thằng kiếm thì nó rất là nhanh. Quan trọng là chúng ta phải kéo quái lấy vàng. Nó mới lâu kiểu này chứ. Không đánh con boss qua tầng. Nếu mà được kinh nghiệm thì xong lâu ấy. Giờ phải xong mấy trận thằng kiếm ấy. Nhưng mà của chúng ta là kéo quái lấy vàng các bạn. Khóc thứ 72 này anh em ơi. Đang kiếm thì giờ ai cũng biết đi rồi. Nhưng mà có một số bạn vẫn chưa biết đi. À thế mới tài. Một số thôi. Một số bạn còn hỏi tại sao em đi để không nhận được vàng mà toàn nhận được đồ. Ờ thế mới tài. Đó là các bạn không mang. Các bạn cầm ác đã học võ công rồi đó là đã gia nhập môn phái rồi thì không nhận được vàng. Cái ác mà nhận được vàng đó là ác vô môn phái. Đấy. Ví dụ như ác này. Đấy. Vô môn phái này. Có nghĩa là chưa gia nhập phái nào cả thì mới nhận được vàng. Còn các bạn gia nhập môn phái rồi các bạn không nhận được vàng đâu. Các bạn chỉ nhặt được đồ thôi. Đấy. Nhặt được đồ của đồ tăng kiếm thôi. Như lón áo quần chẳng hạn. Chứ không nhặt được vàng nhá. Đấy các bạn nhớ đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhặt vàng nhé các bạn nhé. Đấy. Đồng thời sẽ nhặt vàng nhé. Đấy nó cũng
nó cũng đủ tiền chúng ta sinh sống trong game, gọi là không phải nạp. Thế mà mua gì đắt đắt là chúng ta không, chúng ta phải đi nhiều lần, đi rất là nhiều lần để tích lũy các bạn. Nếu một ngày mà chúng ta đi được 5 trận thì thôi rồi, thoải mái chơi. Nhưng mà quan trọng là phải có thời gian các bạn. Đi tàng kiếm là phải có thời gian, gọi là giết thời gian. Hoặc là các bạn đi làm mà buổi sáng tranh thủ về cày tối cơ. Còn cày hơn cả cày vợ thì nguy hiểm. Nói chung là gọi là tùy cơ ứng biến thôi các bạn, chứ không lúc nào ngồi chơi game mệt đâu, mệt lắm. Hiện tại thì Long đang ngồi với các bạn nói chuyện với các bạn là lúc vào lúc 5 giờ buổi chiều các bạn, chứ không phải buổi tối. Đấy, 5 giờ chiều. Nếu mà tối đi, nếu mà Long có dàn nữa thì tối Long đi nữa. Long tối Long đi được 2 trận nữa. Nhưng mà tình hình là Long cho anh em, một số anh em ngày trước là hết rồi. Bây giờ là chỉ còn một dàn này duy nhất thôi. Và Long đang tạo được còn một dàn nữa, nhưng mà Long không đi vội, mấy hôm nữa Long đi. Dàn này đang kẹt. Đang kẹt thời gian. Đây rồi. Đấy, chúng ta bỏ mất một giường anh em ơi. Đấy, bỏ mất một giường là 435 vàng các bạn ơi. Đấy, nó cũng không được nhiều lắm đúng không? Ờ, chúng ta sẽ đánh nhanh nhé. Đấy, đánh rất là nhanh đúng không? Nhanh. Bị tắc rồi anh em ơi. Chúng ta có thể là lấy thuyền lông quyền ra xử lý bọn này luôn. Ôi ôi, chết chết. Vậy tè. Mình nhiều bút nữa. Mình nhiều ác lắm. Các chú cứ đợi anh. Đấy các bạn ơi, Long thử lấy võ đam bút đánh. Võ đam bút bây giờ là đam rất là khỏe các bạn. Đây Long có mặc đồ gì đâu, đấy. Ta chả mặc cái đồ gì cả. Thôi được rồi. Đây, đã có dương. Chúng ta sẽ ra nhặt nhé. Các phụ của Long đa số là không mặc đồ gì. Đấy. Không mặc đồ gì có đam. Đấy các bạn nhìn thấy ổ cứng của Long nó đầy chưa, ổ C này. Long live vào ổ C này còn 15 GB nữa. Không đủ để quay các bạn ơi. Đầy căng luôn ổ cứng này. Đấy, có 3 ổ, ổ nào cũng đầy hết. Bây giờ là không thể lưu nữa rồi. Vì vậy mà Long xin tạm dừng video ở đây các bạn ơi. Đi thằng kiếm thì anh em biết rồi, đi rất là nhiều. Chủ yếu là hôm nay nên nói chuyện cùng anh em cho nó vui thôi. Ok, cảm ơn mọi người nhá. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em vào video clip sau nhá. Bye bye.